cái dòng xe này nó không có gì là mới lạ ở Việt Nam cả. Tuy nhiên nó mới lạ một điểm là đa phần những chiếc xe ở Việt Nam ấy là những xe nó lại to quá, nó lại dành cho hẳn để cho mọi người là kinh doanh dịch vụ. Kinh doanh dịch vụ trong khu du lịch, tức là cái xe nó sẽ chở được khoảng 12 người cơ, 15 người, và nó giá rất là đắt. Nó khoảng độ rẻ thì nó phải tầm hơn 200, mà đắt có những con xe tầm hơn 300 cơ. Thì đó là để chúng ta kinh doanh rồi thì nó lại khác nhá. Nhưng những anh chị hay là những người mà có những khu resort ở mức độ vừa phải ấy, mọi người cũng vẫn là chở khách, nhưng mà chở khách của mình thôi, chở khách trong khu đô thị của mình thôi. Người ta cũng chỉ một đoàn khách của người ta chỉ khoảng 5-6 người thôi, thậm chí là 7 người thôi. Thì chiếc xe này nó hoạt động nó lại vừa phải với cái nhu cầu của người ta như vậy. Đấy, và giá tiền nó rất là rẻ. Ví dụ như phiên bản này thì Mạnh Phát đang bán cho mọi người với phiên bản cao cấp nhất, đấy, bình ắc quy dung tích lớn và bảo hành và miễn phí vận chuyển tận nơi chỉ có 79 triệu thôi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Mạnh Phát. Sau khi lên video về em Mini Beat chở 8 người màu trắng thì mọi người mua rất là nhiều, và mọi người hỏi Mạnh Phát là có màu khác không, thì nhân tiện hôm nay thì sẽ quay cho mọi người một phiên bản màu khác nhé. Phiên bản này có phiên bản màu xanh, màu này cũng rất là đẹp. Trước kia cái dòng Mini Beat nhỏ hơn ấy, chở được 6 người ấy, thì màu xanh này một trong những màu bán chạy nhất ấy. Thì hôm nay Mạnh Phát sẽ giới thiệu mọi người phiên bản 8 chỗ nhưng mà chở 8 người nhưng màu xanh nhá. Đây mọi người quan sát này. Màu xanh nhìn nó có một cái nét nhìn nó rất là nổi bật đúng không ạ? Màu trắng thì trung tính rồi, ai cũng đi được, nhưng phiên bản màu xanh này thì nhìn nó nổi bật hơn. Đấy, chúng ta sẽ có một cái cản đằng trước cực kỳ to và dày này, đây mọi người nhìn này. Đây, cổ tay của Mạnh Phát chắc nó phải to gần bằng cổ tay luôn. Đấy, sắt cực kỳ chắc chắn nhá. Đây, đứng lên cho mọi người xem luôn này. Đấy, đây test cả giảm xóc trước cho các bạn luôn. Đây. Con này là đằng sau chạy nhíp nhá. Đằng trước là giảm xóc, đằng sau là chạy nhíp nhá mọi người nhá. Đây cho mọi người xem này. Đằng trước là giảm xóc, còn đằng sau là nhíp. Chúng ta sẽ có hai cái đèn bi cầu rất là to, và cái mặt đằng trước là sơn màu đen nhìn nó nổi bật đúng không ạ? Kính rất là rộng này. Chúng ta sẽ có cả gạt mưa này. Đấy. Lái phiên bản này là lái bằng vô lăng chỉnh điện nhá. Đây mọi người nhìn này. Vô lăng này, vô lăng chỉnh điện rất là nhẹ. Đây. Đây, vô lăng chỉnh điện. Chúng ta sẽ có phanh tay ở đây. Đấy. Và chúng ta có lễ chuyển số ở đây. Đây. Đấy, chuyển sang LH này, chuyển cầu ấy. Không phải chuyển số mà chuyển cầu. Còn tốc độ nhanh chậm thì chúng ta sẽ có nút vặn ở bên tay phải, lát Mạnh Phát sẽ cho mọi người xem. Đây, phiên bản này của chúng ta thì sẽ có này, cho mọi người nhìn này. Ở chân ga ở đây nhá, chân phanh. Đây, đến chân ga này. Đấy, chân phanh ở đây này, có hai cái loa Bluetooth này. Chúng ta sẽ có màn hình điện tử ở đây. Đấy. Có số tiến số lùi này. Đây, số tiến số lùi này. Chúng ta sẽ có nút chỉnh vô tốc độ này. Đấy, chỉnh tốc độ ở đây. Đấy, lái bằng vô lăng chỉnh điện, chúng ta sẽ có bật đèn ở đây. Đấy, và gạt mưa ở đây. Đấy, cho mọi người nhìn này. Đấy, gạt mưa ở đây. Đấy. Nói chung là không khác gì một chiếc ô tô đúng không ạ? Đây, gương này. Chúng ta sẽ có chỗ bám để cho người ngồi ngoài. Đấy, ngồi trong thì không cần này. Đây cho mọi người nhá. Chỗ ngồi rộng rãi nhá. Với chỗ lái này thì chúng ta có thể là ngồi được hai người. Bởi vì người lái thì cần nó phải thoải mái mới chúng ta lái xe mới dễ dàng đúng không ạ? Còn với chỗ mới lại yên lái mọi người nhìn, tinh ý mọi người sẽ nhìn này. Cái khoảng cách của yên lái nó sẽ ngắn hơn nhé. Đây mọi người nhìn này. Đấy, chúng ta yên lái này chúng ta sẽ dài khoảng hơn 50 phân, 35 phân thôi. Nhưng mà cái yên này của chúng ta phải dài được 50 phân. Đây. Đấy. Yên này phải dài 50 phân thì nó sẽ rộng hơn, thì đây mọi người quan sát nhé. Đây Mạnh Phát sẽ ngồi thử này. Đây. Đấy, cái yên này nó dài khoảng 1m05. Thì chúng ta ngồi này, một người ngồi bình thường khoảng 35 phân. Đấy. Cho mọi người xem. Ngồi 3 người được đúng không ạ? Hai người ngồi ngoài thì ta sẽ bám vào đây. Đấy, còn người ngồi giữa thì không cần bám nhá mọi người nhá. Đấy, yên rất là rộng và chúng ta sẽ có cả đa an toàn cho người ngồi luôn này. Đấy. Chỗ dựa này rất là êm. Tương tự như vậy, đằng sau chúng ta cũng sẽ có một chỗ ngồi cho 3 người với cái yên rất là rộng và 50 phân nhá. Đấy, chúng ta sẽ có tay bám vào đây hoặc là chúng ta sẽ bám vào đây đúng không ạ? Chúng ta sẽ có cái sàn bằng inox này. Đấy, rất là chắc chắn. Đây. Anh ta sẽ quay xuống cho mọi người nhìn này. Chúng ta đằng sau của chúng ta sẽ chạy bằng nhíp nhá. Đấy, bốn phanh là bốn phanh đĩa. Động cơ là công suất cực đại là 3000W, động cơ rất là to. Đấy, dây 3 pha và người ta phải để riêng mỗi dây một cọng này. Đấy, động cơ rất là khổng lồ luôn, rất là chắc. Như vậy thì chúng ta mới lên được những dốc cao. Chiếc xe này đã được test ở thực tế ở trên những dốc cực kỳ khỏe rồi. Phiên bản này được trang bị là Mạnh Phát đang lắp là bình phiên bản này là bình 55A. Cho quãng đường di chuyển tối đa là 100 cây một lần sạc. 100 cây một lần sạc, tốc độ tối đa khoảng 40 cây một giờ nhá. Như vậy là chúng ta rất là phù hợp để chúng ta chạy ở trong những khu resort rồi đúng không? Khu đô thị rồi. Xe này thì Mạnh Phát bán rất là nhiều cho các anh chị ở trong những khu đô thị lớn hay là những khu resort, khu farm to ấy để đưa đón chở khách, bởi vì con này nó rất là tiện mà nhìn nó đẹp. Thực ra là cái dòng xe này nó không có gì là mới lạ ở Việt Nam cả. Tuy nhiên nó mới lạ một điểm là đa phần những chiếc xe ở Việt Nam ấy là những xe nó lại to quá, nó lại dành cho hẳn để cho mọi người là kinh doanh dịch vụ. Kinh doanh dịch vụ trong khu du lịch, tức là cái xe nó sẽ chở được khoảng 12 người cơ, 15 người, và nó giá rất là đắt. Nó khoảng độ rẻ thì nó phải tầm hơn 200, mà đắt có những con xe tầm hơn 300 cơ.
thì đó là để chúng ta kinh doanh rồi thì nó lại khác nhá. Nhưng những anh chị hay là những cái người mà có những khu resort ở mức độ vừa phải á, mọi người cũng vẫn là chở khách, nhưng mà chở khách của mình thôi, chở khách trong khu đô thị của mình thôi. Người ta cũng chỉ một đoàn khách của người ta chỉ khoảng 5-6 người thôi, thậm chí là 7 người thôi, thì chiếc xe này nó hoạt động nó lại vừa phải với cái nhu cầu của người ta như vậy. Đấy, và giá tiền nó rất là rẻ. Ví dụ như phiên bản này thì Mạnh Phát đang bán cho mọi người với phiên bản cao cấp nhất, đấy, bình ắc quy dung tích lớn và bảo hành và miễn phí vận chuyển tận nơi chỉ có 79 triệu thôi. Tức là sao? Nó rẻ bằng 1/3 so với một chiếc xe kinh doanh dịch vụ bên ngoài chở được khoảng 12 người. Thì phiên bản này nó chỉ chở được khoảng 8 người, một người lái thì còn 7 người. Nếu mà chúng ta ngồi chật vào thì có thể ngồi được hơn. Mạnh Phát không nói, Mạnh Phát đang nói là chỗ ngồi bình thường. Đấy, thì với mức giá 79 triệu thì lại rất là phù hợp với những anh chị, bởi vì là mọi người hình dung là những cái khu resort mini, những cái khu trang trại, những cái khu mà thậm chí là bây giờ những người có điều kiện ấy, người ta có hẳn một cái khu hàng chục nghìn mét vuông, 5-7 nghìn mét vuông người ta xây để người ta về, người ta nghỉ ngơi cuối tuần, người ta đưa ông bà bạn bè mọi người về chơi ấy, thì mọi người cũng cần một chiếc xe như thế này. Bởi vì ô tô thì người ta có nhiều rồi, xe máy, xe điện thì không nói làm gì rồi, nhưng mà ngồi ô tô thì nó lại kín, mà đi thì không ngắm được cảnh xung quanh, đúng không ạ? Mà người ta cần một chiếc xe như này phục vụ đúng công năng. Mọi người đừng hỏi là tại sao người ta lại mua xe này, bởi vì đơn giản khi những người mà người ta cần đến xe này thì người ta có ô tô hạng sang cả rồi, người ta có xe máy hạng sang cả rồi. Mà nói thật chứ giá con xe này nó cũng chỉ bằng một con SH Model thôi, 79 triệu thôi. Thì chạy nó rất là tiện. Đây Mạnh Phát sẽ bật khóa này. Con này có cả remote điều khiển từ xa cho mọi người xem nhé. Đây, đấy, Mạnh Phát sẽ để số chậm này. Đây, đi lái bằng vô lăng rất là nhẹ nhé. Đây, đổ cua này. Đấy, mà xe này đi rất là chắc chắn nữa. Ở cái công năng sử dụng của chiếc xe này thì nó rất là tiện, cá nhân hóa, giá cả thì phải chăng. Đấy, đi lại trong khu đô thị hay là những khu của riêng mình. Đấy, thì rất là tiện mà khỏe, con này khỏe lắm. Đây, đấy, miễn phí ra toàn quốc. Và con này Mạnh Phát cũng đã bán vào trong những khu như là ở Bình Phước, Cà Mau, Long An. Trong đấy cũng rất là nhiều những khu trang trại, những khu rất là lớn mà mọi người mua chiếc xe này để chủ yếu là đón trả những người bạn của mình ở trong khu á, đưa mọi người đi chơi mà mình đi đôi khi nó cũng thoáng, nó rộng rãi, đi lại nó thoải mái. Đấy, thì Mạnh Phát chia sẻ với mọi người như vậy. Và đây là một cái phân khúc lạ nhưng mà rất là quen thuộc, đúng không? Quan trọng là cái xe này ra để phục vụ những cái đối tượng khách hàng như vậy. Thì các bác, các anh chị mà có nhu cầu về phiên bản xe mini bit này thì có thể nhấc máy lên và alo cho Mạnh Phát qua số điện thoại là 0358 993 993 hoặc là 0866 903 993. Mạnh Phát sẽ hỗ trợ mọi người và miễn phí vận chuyển trên toàn quốc cho mọi người nhé. Mọi người yên tâm. Và sản phẩm thì có sẵn và có hai màu là màu xanh và màu trắng nhé. Mọi người có nhu cầu nhớ nhấc máy alo Mạnh Phát nhé.